Em ơi, hôm nay đây mình đăng cai tổ chức cái giải ao làng mở rộng giải bóng chuyền nha. Bây giờ anh em mới tiến hành làm sân nha các bạn ơi. Kèo đó là team của Sơn Dược gặp team Đình Làng nha các bạn. Cái dài cái nữa. Ui, Vũ có cái dù dù hấp dẫn ha. Đâu, cỡ đó. Cái này cái này ngày hôm kia cho thằng ấy quay Hà Nội đập nó tiếng ba người nữa. Đập gì? Đập cửa hả? Đập tường cứu ba người ra. Đồ anh hả, nó còn sung dữ không? Còn sung này. Giữ sức, còn muốn bóng gì nữa này? Giữ sức. Chạy mình đi. Giữ sức chứ. Ôi, anh em ơi. Ê, nhìn này, cầm cái búa lên coi nào. Cầm búa lên. Ôi, tướng này giống như tướng cái anh gì biết bay trong phim ấy đó. Anh gì biết bay Mổ nhọn nhọn không? Ô. Rồi được chú. Rồi được. Rồi. Hồi nãy kia là con đóng chưa được, bây giờ bố này đóng đi nha. Được rồi. Nhà bớt. Nhà bớt ơi, cho Vũ nó búng nó đập chứ. Vũ nó đập đi. Ừ. Vũ nó rồi. Bỏ nhỏ luôn ấy. Em búng lên ngang coi nè. Búng. Đây. Người ta tính đập là người ta mơn ở sao người ta đập. Còn Hải đứng ngay. Đứng ngay đập. Vũ búng lên cái coi. Búng lên nè. Bạn nào đừng búng cái nào. Bạn nào. Mà mấy phút nữa thôi, vé sân vận động đã hết rồi, anh em tranh thủ mua đi nha, chỉ còn đúng 2 vé nữa thôi. Team Sơn Dược nghỉ mệt, chuyển sức đi chứ Quýnh, tao làm quá rồi mệt rồi xí nữa, không có đập được nha. Vũ, em là cầu chính, em nghỉ mệt đi. Biết đâu, đang nghỉ mệt. Đúng rồi, nữa. Về cái sân mà. Về cánh mà. Đăng cây đó, sổ ngay đi. Giờ lên nó tới rồi, bây giờ là chúng mừng úp bia rồi chiếu rồi màu mỡ ra nha. Rồi một cái kèo nhỏ nhỏ ở xóm làng thôi, 2 thùng Quy Nhơn với lại một dĩa môi để chơi đơn giản, đâu được phát sinh tính sao. Úp cái cầu đập, em đứng nghe đập mới được. Rồi anh em sẽ chờ kết quả nha. Quýnh 3 trận nha anh em. Rồi anh em chờ kết quả thử, nếu mà mình quýnh không lại mình vô cái sân kia mình quýnh cũng hơn à. Kèo Sơn Dược thua kèo kia tỷ xéo sát nút 25-23. Vô là bỏ cầu thủ Vũ. Cái chủ chốt là ông chủ dầu. Do mình giấu bài. Nếu mà không đá banh là cho Vũ bắt thua không? Cái kèo đây do nó còn hay non nha anh em, cho nên em mình chơi nhị đó, mình dụ kèo thôi. Từ mình lụm xeo. Được rồi bạn ơi. Má con vàng tướng gì cũng bạch bạch đưa lưng. Được rồi. Thiếu chai nữa. Được chưa? Ồ gió đây hơi mát luôn á, điểm này anh em mình là đi bài luôn á. Rồi về xuống rồi. Chào anh em ơi.